Ngày 17 tháng 2, ông Trần Quốc Khánh, tổng giám đốc công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận đã nắm được việc một công nhân môi trường thuộc công ty này đã trả lại chiếc nhẫn kim cương cho chủ nhân của nó. Anh công nhân này là Trần Phương Lộc, 34 tuổi, ngụ phường Phường Đúc, thành phố Huế, người phụ trách thu gom rác thải sinh hoạt ở tuyến đường Lê Quý Đôn, thành phố Huế. Còn chủ nhân của chiếc nhẫn kim cương là chị Hà Hoàng Anh, trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo chia sẻ của chị Anh trên trang Facebook cá nhân, vào tối 16 tháng 2 thì đó là một câu chuyện hy hữu đã đến với chị. Chị Anh bày tỏ trên Facebook cho rằng mình đúng là người may mắn nhất trên đời ngày hôm đó. Theo lời kể của chị Anh, vào tối cùng ngày, sau khi đổ xe trên đường Lê Quý Đôn, thành phố Huế để vào nhà, chị Anh lỡ đánh rơi hai chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay. Chị kể lại, vào nhà được 30 phút ngồi lướt Facebook mới phát hiện không thấy nhẫn trên tay, tìm khắp nơi cũng không thấy. Xuống đường mở cửa ô tô, chị chỉ thấy có một chiếc nhẫn mắc lại ở mép cửa xe, chỉ còn lại tìm hoài không thấy. Thế là chị biết mình bị rơi hai chiếc chứ không phải quên ở đâu đó. Vào thời điểm này, đường phố đã được quét dọn sạch sẽ. Ngay lập tức, chồng chị Oanh cho rằng có thể các anh chị lau công nhặt được nên đã chạy đi tìm. Khi tìm thấy anh Lộc, hỏi thì anh ấy móc trong túi ra chiếc nhẫn của chị Oanh. Trong bài viết, chị Anh cũng không quên bày tỏ sự biết ơn của mình đối với anh Lộc. Theo chị Anh, chiếc nhẫn là một phần trong bộ sản phẩm kim cương hiệu B&G mà gia đình chị mua nhân kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Anh Trần Phương Lộc cho biết, thời điểm đó khi đang gom rác, anh phát hiện chiếc nhẫn và tạm giữ để chờ xong việc sẽ tìm cách trả lại cho chủ nhân.